Hello, xin chào các anh nhé. Anh nào đang xem clip này mà đang cần mua dây nốt đót chuẩn xịn thì chơi ngay các anh ạ. Em về được cặp dây nốt đót Black Knight Made in USA, chuẩn xịn tuyệt đối các anh nhé. Dây rất là hiếm, rất là cổ, bản limited, số lượng có hạn thôi. Thế nên rằng là dây cũng rất khó mua ở trên thị trường, bởi lẽ dây hay nên là bác nào đã chơi là không nhả ra nữa, bởi vậy là cũng rất khó để có thể sở hữu được, lại rất hợp lý so với lại dây nốt đót bản dẹp nhé, màu đen. Bây giờ thì nốt đót hay chuyển sang dây tròn rồi. Dây cổ tròn xịn và bảo hành xịn trọn đời cho các anh yên tâm, em chỉ bán hàng xịn nhé. Chữ nghĩa rất là đầy đủ, rất là nét, chưa bị mờ, quá ngon. Đầu rắc thì mạ vàng rồi, dây có độ tinh khiết cực cao, lên đến là 99.9999%, bằng 90% tốc độ ánh sáng, khả năng truyền dẫn. Điện cảm thì cũng giảm từ 3 đến 10 lần so với bình thường, bởi vậy mà khả năng truyền dẫn tuyệt vời, cũng như là âm thanh rất là đẹp. Chân nốt đót thì có lẽ cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa, bản rộng như là Blue Heaven. Cơ bản đây là một sợi dây hay, đều, chơi rất là tốt và khá là quý hiếm. Nếu mà đã thích thì không nên lăn tăn, bởi lẽ rằng là khi cần đôi khi tiền cũng không thể mua được đâu các anh ạ, vì chẳng có để mua. Anh nào cần dây chuẩn xịn thì bảo em nhé. Cần hỗ trợ gì thì các anh liên hệ số điện thoại 0866880998, add Zalo em để em hỗ trợ, cũng như rằng là gửi thêm ảnh cho các anh ngắm nhìn. Rất nhiều linh phụ kiện châu Âu chuẩn xịn để hỗ trợ các anh trong cuộc chơi thêm vui, thêm chuẩn. Dài 1 mét nhé. Rồi, cảm ơn các anh đã quan tâm và đã xem clip. Sợi dây hay mang lợi các anh, chỉ có một cặp duy nhất thôi nhá. Thế nên là anh nào cần chơi thì liên hệ em. Xin chào các anh.